Chào các bạn thân mến nhé, trên tay tôi đây là một cái bo của máy điều hòa Kapper Inverter. Đây gồm cái bo đầu lạnh và cái bo tần nóng đây. Thì chúng ta tìm hiểu về cái cấu tạo, cái khối và những linh kiện trên cái bo điều hòa Kapper này nhé. Cho những anh em nào chưa nắm bắt được cái bo này, chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Thì đây là cái bo tần lạnh. Thì như các bo khác thì chúng ta có khối nguồn xung, khối mạch điều khiển quạt, khối inverter, khối giao tiếp, đúng không ạ? Motor canh vẫy, sensor và khối vi xử lý nhé. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái bo này lạnh này nhé. Thì từ nguồn cấp vào thì thấy bên dây màu xanh và dây màu nâu này. Đấy, một đường nó sẽ đi qua cầu chì này, một đường nó sẽ đi thẳng vào tụ bảo vệ của áp, lọc nhiễu, rồi điện chừa hạn dòng NTC này, rồi đi vào cầu diode chỉnh lưu, lọc những cái tụ CE70 này. Cái CE70 này tạo ra điện áp 300V, cái điện áp 300V này đi vào cái biến áp xung này, kết hợp với IC nguồn này, diode này, điện trở này, con IC ổn áp 5V này. Cái nguồn này tạo ra cái điện áp mà 12V và ổn áp thành 5V. Thế đây là toàn bộ khối nguồn xung của cái bo dàn lạnh này. Tiếp đến khối thứ hai là khối giao tiếp. Thì nhìn trên cái bo mạch này, chúng ta nhìn là cái đời này sử dụng quạt AC có hồi tiếp. Thì đây là cái jack CN2 này, đây là jack chấu ra quạt, đây là cái tụ khởi động cho quạt AC, đây cuộn dây và con photo quang AC để điều khiển tốc độ quay của quạt. Cái jack CN25 đây, đây là đường hồi tiếp quạt, gồm có đường 5V, đường mát và một cái đường FP từ xung an từ trong quạt báo về cho vi xử lý nhá. Thì đó là chúng ta đã tìm hiểu đến mạch thứ hai. Tiếp đến chuyển sang mạch thứ ba, đó là hai con sensor đây, cái chấu màu xanh biển và chấu màu xanh lá. Đây là hai con sensor, màu xanh biển là con sensor của dàn lạnh, màu xanh lá này là của nhiệt độ phòng. Rồi thì đây cái chấu này là chấu cắm ra motor cánh vẫy nha, CN6 motor cánh vẫy, CN21, CN20 là hai con sensor phòng và dàn. Đây là khối thứ ba. Khối thứ tư chúng ta nhắc đến đó là gì ạ? Đó là khối giao tiếp. Đây chúng ta nhìn thấy có hai con photo quang cháo đầu nhau nằm cạnh nhau đây. Đấy, kết hợp với đèn điện trở này, kết hợp với cái dây màu đen này. Đấy, cái chấu màu đen này, hai con photo quang, một số con đèn nhá, điện trở này. Thì đây là cái mạch giao tiếp của bo dàn lạnh, giao tiếp bo dàn nóng. Tiếp đến khối thứ năm là chúng ta thấy có hai con photo quang. Đấy, chân 1-2 hướng về đường AC, chân 3-4 này hướng về vấn hướng quan về con vi xử lý phía dưới này. Đấy, kết hợp với đèn với lại điện trở tụ điện nhé. Đây là cái mạch ACDS bo dàn lạnh, mạch này 100 Hz nhé. Thì đó là cái phần thứ năm. Cái phần thứ sáu chúng ta phải tìm hiểu được nó là cái phần con vi xử lý. Đây là phần vi xử lý, đây là con vi xử lý, trên đây nó là con thạch anh. Con thạch anh này của bo dàn lạnh này là có chỉ số là 8 mê. Rồi dưới đây chúng ta thấy có con vi xử lý. Này là một số con diode channel, diode chỉnh lưu đây của mạch giao tiếp nhé. Hai con cổng đảo để điều khiển motor cánh vẫy nhé. Ok. Thì đã là inverter thì có mạch giao tiếp, nghĩa là vi xử lý dàn lạnh giao tiếp với vi xử lý của dàn nóng. Thì thông qua cái dây màu đen này. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về cái bo dàn nóng của điều hòa Kapper. Thì như mọi cái kết nối chúng ta thấy có 3 đường vào, 2 đường AC, một dây đen là dây data kết nối với bo trên nhá. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trên cái bo này có những khối nào, những con linh kiện nào làm chức năng gì trong cái bo này để một số anh em tham khảo nhé. Đầu tiên chúng ta thấy cái dây màu nâu và trên biển này là hai đường cấp AC vào. Một đường dây màu nâu nó sẽ đi qua cầu chì F1. Đường thứ hai đi qua tụ bảo vệ của áp, rồi đến gì đây, đây là một con điện trở cửa từ, một cái dơ le. Đây là chúng ta thấy đầu nguồn vào, chúng ta thấy hai cấu với mạch nó là mạch chống chập. Ban đầu cái dòng điện nó đi qua con điện một đường AC đi qua cái điện trở cửa từ này,
để thăm dò cái điện áp, cấp cái điện áp 300V, thăm dò xem có chập chạm gì không. Nếu không chập chạm thì vi xử lý nguồn xung hoạt động, vi xử lý sẽ đóng cái dây len này. Lúc này dòng điện chính sẽ đi qua cái dây len này, thì đây là của cái mạch chống chập. Qua mạch chống chập chúng ta thấy nó sẽ đi vào mạch lọc nhiễu cao tần gồm hai cái tụ cuộn dây này, rồi đến cái đầu đường AC đi, hai đường AC sẽ đi vào cầu diode chỉnh lưu đây, BD1 đây, tạo ra cái điện áp 300V trên hai cái đầu tụ này. Đấy. Cái điện áp 300V trên cái đầu tụ này thì cấp cho khối nguồn xung, đây là điện áp xung, cấp cho IC công suất điều khiển máy nén, cấp cho phần mạch tăng áp, cấp 300V cho IC điều khiển quạt. Đây điều mạch này đời này sử dụng quạt DC qua điều quạt là 3 pha UVW, sử dụng 300V nha. Đó thì khối nguồn xung thì một đường sẽ đi vào nguồn xung, thì đây chúng ta nhìn thấy cái biến áp xung, đây là con IC nguồn xung. Đấy. Với cái nguồn xung này chúng ta thấy có con diode lớn này là cái diode tạo ra cái điện áp 15V trên con 15V trên cái đầu tụ này, CE85 này. Cho đi vào con IC ổn áp đầu tiên, đây là con 7812, nghĩa là đưa 15V lấy ra 12V, 12V này, 15 ban đầu cấp cho IC công suất của quạt, thì số công suất của máy nén 15V này, xong đây sẽ được đi một đường sẽ đi ổn áp thành 12V và cái con 7812. Con 7812 này cấp cho dơ le IC đảo. Đó. Motor cánh vậy. Và từ cái 12V này tiếp tiến đến một con siêu ổn áp, đây là con 7805. Đây. Con đây con 7812 tiếp tiến đến con 7805, tạo ra cái điện áp 5V nuôi cho con vi xử lý này. Và tiếp tục 5V này nuôi cho vi xử lý chính này. Và chúng ta thấy con quạt 3 pha UVL, chúng ta thấy có một con vi xử lý nhỏ đây. Con vi xử lý này có chức năng điều khiển con IC quạt này, cái vi xử lý chạy 5V và giao tiếp với con vi xử lý chính nhá. Thì đó là chúng ta là thấy cái khối nguồn nó tạo ra 15V, ra 12V và ra 5V. Đó là toàn bộ khối nguồn xung. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái mạch nữa, đó là từ cái đường 300V của trước khi đi vào chỉnh lưu, trước khi đi vào chỉnh lưu đây chúng ta thấy từ đầu cầu đốt chúng nó cho đi vào một con IGBT cộng kết hợp với một con diode. Đây là cái mạch này là tăng áp, khi cái điện áp đầu vào nó thấp nhá, điện áp nó thấp 300V thấp thì cái mạch này sẽ hoạt động để nâng cái điện áp lên, thì đó là mạch tăng áp. Đấy, cái mạch tây toàn bộ những cái linh kiện điện trở đèn và một con IC này, IC2 này, đây nhá. Đây là toàn bộ cái phần mạch điều khiển và hồi tiếp của cái mạch tăng áp. Đó là cái mạch thứ hai. Cái mạch thứ ba chúng ta tìm hiểu đó là cái mạch điều khiển quạt dàn nóng UVW. Đây dưới miếng nhôm này là một con IC công suất điều khiển quạt. Để điều khiển quạt chúng ta sẽ lắp một con vi xử lý. Đây con vi xử lý này, khoảng tầm 30 chân. Con này sử điều khiển trực tiếp con công suất này. Đó, đưa ra 3 pha vào cái rắc CN1 này. Đó. Thì con này có mạch có dòng và mạch bất pha. Chúng ta để ý trên cái đường ra của thoát mát này, chúng ta thấy có một con IC300 này, nhỏ 5 chân này nhá. Đây là đưa về con vi xử lý này, thì đây là cái tín hiệu để theo dõi cái 3 pha làm việc của cái con IC công suất này. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái mạch nữa, đó là cái mạch cũng quan trọng, đó là mạch gì ạ? Đó là mạch điều khiển block. Đây, con IC lưng vàng này. Đấy. Thì con vi xử lý này sẽ điều khiển trực tiếp con IC công suất này. Thì để con công suất được chạy tốt thì ngoài con công suất tốt này thì chúng ta phải kiểm tra được những cái đường điều kiện cho con này chạy, đó là 300V cấp, 15V cấp, đúng không, cách mặc bảo vệ như OV1, OV2 đó, mất pha, quá dòng trực tiếp, quá dòng gián tiếp đó, chân phao. Thì nói về cái con IC công suất này nó cụ thể thì có một số video nói cái cụ thể hơn này, nhưng trên cái mạch này chúng ta thấy đây là ba con điện trở sân, đây là con ba điện trở, cứ khi thoát mát tần suất nó cho đi qua này ba con điện trở này xuống mát, mục đích là lấy cái điện áp rơi vào cái xung điện này, cái điện áp rơi đưa vào cái mạch so sánh. Đây là con IC8, đây là con IC này là bảo vệ trực tiếp và vận có dòng trực tiếp cho cái công suất, nghĩa là khi cái điện áp ở ba con ba
ba cặp công suất này đóng xuống mát qua con điện trở này, thì cái điện áp rơi này sẽ đưa vào con IC 2901F, tức là con IC 8 này này, để đưa về cái tín hiệu về lại con công suất này, thì gọi là cũng bảo vệ qua dòng trực tiếp nhé. Là khi dòng nó hoạt động cho ngưỡng cho phép thì nó cho chạy, và khi bị quá dòng thì nó sẽ ngắt nhé. Tiếp đến vẫn lấy cái tín hiệu từ ba con điện trở sân này, chúng ta thấy có một con IC, đây là IC 1 con 8 chân này. Đấy nhá, con IC 1 8 chân này. Thì lấy cái xung lấy ba lấy cái hai cái xung điện từ cái con điện trở này đưa vào con IC IC 1 này, đây là con IC để khuếch đại lên để báo về cho vi xử lý, đây là con IC này là con IC bảo vệ mất pha nhé, để theo dõi ba cái pha làm việc của con công suất này, để tránh trường hợp mất pha thì con này chạy nó sẽ chết con công suất. Thì đây chúng ta thấy con IC 1 là con bảo vệ mất pha. Thì chúng ta có bảo vệ qua dòng trực tiếp là con IC 8 bảo vệ mất pha là con IC 1. Tiếp đến chúng ta thấy có một con IC 4 nằm cạnh con IC mất pha này, 8 chân này. Con này là con LM258, con này là con bảo vệ qua dòng nhá. Gián tiếp con này lấy cái tín hiệu vẫn từ cái điện áp rơi này rồi khuếch đại rồi đưa về vi xử lý để theo dõi cái dòng làm việc của con công suất này nhá. Đây chúng ta tiếp tục chúng ta tìm, đây là con vi xử lý, đây là con IC nhớ, đây là con Thạch Anh. Chúng ta thấy còn có một cái rắc CN này, CNN đây là chúng ta thấy là rắc này để chờ có thể đường này người ta sẽ sử dụng quạt AC nhé. Đây là cái dơ le để đóng cái đường điện AC ra cho cái quạt AC, và đây người ta để chừa một cái chỗ này là cái tụ khởi động cho quạt chân nóng, nhưng với cái đời này nó sử dụng quạt là UVW. Ngoài ra chúng ta còn thêm một cái mạch nữa, chúng ta quan tâm đến nó là cái mạch bảo vệ quá áp OVV2 nhé. Đây một loạt cái điện trở trong. Tiếp đến từ cái dây đen của bên dàn lạnh kết nối với bên dàn nóng, chúng ta thấy có một loạt cái điện trở hạn dòng này, diốt chỉnh lưu này, diốt ghim này, hai con photoqua này, một số cái linh kiện điện trở nguồn 5V này. Thì đây là cái mạch giao tiếp bên dàn nóng nhé, nó gồm những cái linh kiện này chúng ta phải nắm được. Thì khác với một số cái đời mạch, chúng ta thông thường thấy cái mạch giao tiếp nó hay tạo nguồn DC để tạo cung cấp cho mạch giao tiếp nằm trên bo dàn nóng, nhưng với đời copper này chúng ta thấy cái mạch giao tiếp này lại được tạo nguồn trên bo dàn lạnh. Cũng không quan trọng là tạo nguồn trên bo dàn lạnh hay bo dàn nóng, chúng ta hiểu được là từ đường AC đây nó sẽ cho đi chỉnh lưu và lọc những cái tụ này để tạo ra cái điện áp cung cấp cho mạch giao tiếp. Đó, rồi mạch giao tiếp sẽ giao tiếp với nhau qua hai cái dây màu cò, cái dây màu đen sang bên đây nhá. Với một số đời máy chúng ta thấy nó bo dàn nóng tạo ra cái điện áp. Thì như vậy thông qua cái video này chúng ta tìm hiểu với cái tổng quan về cái bo điều hòa inverter copper, để cho bạn nào chưa tiếp xúc hoặc chưa nắm được cái cấu tạo về cái chức năng, cái khối và những cái linh kiện này trong cái đường mạch chủ yếu của cái bo này, để chúng ta vào một vấn đề chúng ta học và chúng ta phân tích, chúng ta sửa chữa nhé. Thì video này xin được dừng ở đây, để hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé.